bên em đang ghép một đôi loa Pioneer Z99 dòng loa 340 thiết kế mắt võng rất là đẹp, và một con súc Vivus F1500 phía dưới, và bên em đang phối ghép cho ra cái chất âm nó rất là độc đáo, rất sâu, bass rất là mạnh, sâu lắng, đầy đặn và check cực kỳ là sáng luôn. Chung thì hát karaoke với đôi loa Pioneer Z99 cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là bay bổng. Vâng, thì đó là bác khách đang xem cho mình đôi loa Pioneer Z99 là một con súc Vivus F1500. Vâng, bác lấy cả bộ con karaoke chọn bộ luôn ạ. Đấy bác, bên lặng và bác cũng chuẩn bị hát luôn. Vâng, bác chuẩn bị cũng hát luôn. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe. Vâng, hai bác đầu ngồi thưởng thức, okay. Thương cho vợ Hiền, ngày hôm nay ngày 20 tháng 10 đây này. Vâng, thương cho vợ Hiền luôn đấy ạ. Đấy, Tông Nam đấy. Vâng, các bác vui lòng đeo tai nghe rồi trải nghiệm cùng bác khách. Hai bác khách đang ngồi nghe, đang ngồi nghe thưởng thức, và cũng test luôn cho cao lên cho cái này. Cao lên tiếng nó sáng hơn. Vâng, bác vui lòng lắng nghe nhé. Bay giải trùng, tập trung vào cái giải trùng gánh rất là bay luôn ạ, hát rất là ngọt ngào. Về quê nghèo xa quá đâu có người mà anh biết, hát quá hay luôn ạ. Hai bác khách ngồi nghe nhạc và hát karaoke trực tiếp luôn, quá hay luôn nhé. Ngày đó anh còn nhớ, giờ cái mic K900 hát rất là nhẹ luôn ạ. K900 hát rất là nhẹ các nhá, bác để rất là xa, rất là xa cái miệng mà hát cái giọng nó rất là mạnh. Đấy, các bạn thấy không, độ nhạy của cái mic rất là cao, đó là cái mic K chuyên nghiệp lên được. Ngày đó anh còn nhớ cuối năm trên em còn có đứng nhìn ngoài kia trong dùng quân mất veo bao lần trai ta tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình, giờ con biết đọc ngay chưa hay nhắc tên bà ngoài để em nhớ. Hoa nở trên cành mai,
biết những xuân nay lại về. Bên chiến hào đổ xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội đi. Thứ biết em chẳng thương, vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết đồng hồ karaoke rất là ngọt ngào của một cái Zoom V1S 1500 này, một đôi loa Fender Z 99 này, một cái lưng tiếng CB800 Ultra này, một cái mic cạc K900 này, một cái vang V1T 9 Pro này, và cuối cùng là một con lưng một con để hai kênh V1D 500 Pro. Và các bác có thể cũng tham khảo giống một bác khách đang ở đây nhé, bác đang hát một bộ karaoke rất là chuyên nghiệp, đầy đủ bass, đủ cả trầm, cả mic, cả nâng tiếng, cả vang, cả đẩy, cả loa đủ hết ạ. Bộ này cũng khá là VIP đấy ạ. Vâng, một cấu hình combo karaoke siêu VIP gồm một cặp loa G1000, em chân dài đẹp long lanh, với phẩm chất của nó cũng như đẳng cấp của nó thì cực kỳ đẳng cấp trong cái phân khúc karaoke cao cấp này. Kết hợp với một cặp loa CF99 và một dàn máy như kia mà anh ở Thái Bình lên với chúng em, cũng đã chuyển cho chúng em một số tiền nhất định rồi. Và chủ nhật nhờ anh nhỉ? Chủ nhật thì chúng em sẽ gửi hàng về cho anh. Làm sao tầm trưa nhận? Anh có danh em nhỉ? Không. Sáng em sẽ gửi cho anh và tầm trưa anh là nhận được. Vì từ đây về Thái Bình em gửi nó chỉ tầm loanh quanh trong khoảng độ mấy tiếng đồng hồ thôi. Đấy. Hiện tại là Zika chúng em cho người ship đến tận nhà anh.